À, xin chào các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thủy rất là hân hạnh được có mặt ở trong chương trình chia sẻ cái cơ hội kinh doanh của đội nhóm Gift toàn cầu. Và cái câu chuyện chia sẻ cơ hội kinh doanh ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của ba người khách mời rất là đặc biệt, đang cách xa Thủy một nửa vòng trái đất. Tuy nhiên nhờ cái cơ hội kinh doanh 4.0 ngày hôm nay mà Thủy có cơ hội để mà có thể giao lưu với kết nối với tất cả những anh chị em ở nơi phương xa đó. Thì đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn có thể mở camera và đặc biệt là gửi lời chào đến tất cả những anh chị em đang xem chương trình live đặc biệt của đội nhóm VIP ngày hôm nay bằng những cái lời giới thiệu về bản thân mình một chút được không ạ? Đầu tiên là mình cũng rất hân hạnh muốn mời một người bạn trẻ nhất trong cái chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Hello chị Thủy, hello anh Vũ và hello chị Thanh. Katrina xin chào tất cả các anh chị ở trên Facebook Live. Em là Katrina Khổng, hiện tại bây giờ đang ở tại Charlotte, North Carolina. Và năm nay Katrina là 26, năm nay là Katrina là 35 tuổi. Trước khi đến với lại kinh doanh thì là một người cô giáo, nhưng mà hiện tại bây giờ thì làm kinh doanh này toàn thời gian, và bây giờ thì đang ở nhà nuôi con thôi. Cảm ơn Katrina. Và người phụ nữ dễ thương thứ hai Thủy cũng muốn mời lên đây, đấy là chị Thanh Phan. Em xin mời chị ạ. Hello Thủy và hello Katrina và anh Vũ và xin chào các anh chị trên live. Mình là Phan Thanh Thanh, qua Mỹ được 27 năm và trước đây mình sống ở Kentucky và mới về Atlanta được một tháng. Và mình là trước đây là mình làm nail, một chủ tiệm nail 8 năm và bây giờ là 10 năm cộng tác với New Skin, ở nhà toàn thời gian. Dạ, em cảm ơn chị. Và người đàn ông đẹp trai nhất trong chương trình ngày hôm nay, dạ xin mời anh ạ. Anh Vũ có thể mở mic ạ. Anh đang hồi hộp tưởng là em lại giới thiệu anh là người phụ nữ thứ ba, nhưng mà may. Thật ra chị em, cảm ơn Thủy. Mình tên là Phạm Tuấn Vũ, đang cư ngụ ở thành phố Houston. Mình đi học và ra trường với bằng cử nhân về công nghệ thông tin. Mình có cơ hội làm việc cho công ty IBM được 13 năm. Và mình đồng hành với cơ hội này được 8 năm. Dạ, cảm ơn anh. Và Thủy cũng xin hân hạnh giới thiệu là hiện giờ Thủy cũng đang sống ở Sài Gòn, Việt Nam. Và đây là ba người đối tác, ba người anh, ba người một người anh, một người chị và một người em mà mình có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và làm việc thông qua cái cơ hội kinh doanh toàn cầu của đội nhóm Gift. Thế và ở đây không biết là những anh chị em nào đang xem live á, nếu mà anh chị em nào mà đã hoặc đang là cô giáo giống như Katrina Khổng á, các anh chị có thể bấm số 1 giúp Thủy ha. Và nếu như anh chị nào mà mình đang có một cái cơ hội, một cái kinh doanh riêng của mình, tức là mình làm chủ một kinh doanh nào đó, thì các anh chị có thể bấm số 2. Và hoặc là nếu ai mà các anh chị đang đi làm cho một tập đoàn, một người kỹ sư giống như là có cái sự đồng cảm giống anh Vũ Phạm á, các anh chị có thể bấm số 3 giúp Thủy. Cái lý do tại sao mà Thủy muốn mời gọi các anh chị có thể tương tác bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay ba câu chuyện này sẽ là ba câu chuyện có cái ba cái môi trường hoàn toàn khác nhau. Đúng không ạ? Họ đến từ những cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau và đến với một với cái cơ hội kinh doanh này. Cái cơ hội mà khiến ngày hôm nay bốn anh chị em tụi Thủy có thể ngồi ở một nơi và kết nối khắp toàn cầu. Đúng không ạ? Em hy vọng là ngày hôm nay anh chị em mình sẽ cố gắng làm sao mà truyền tải những cái câu chuyện chân thật nhất, chân thành nhất để tất cả những anh chị em xem live ngày hôm nay họ cảm nhận được là thực sự những gì mà anh em mình có được ngày hôm nay thật sự đấy là một cái phúc rất là lớn. Em nghĩ là như vậy, đúng không ạ? Tức là chúng ta vẫn còn có thể ngồi là ở nhà và chúng ta vẫn có cơ hội để sống và làm việc. Cho nên là ở bên Mỹ cũng đang làm cái lễ mùa lễ phục sinh, đúng không ạ? Nên là em cũng xin thay mặt là những anh chị em đang host cái chương trình live ngày hôm nay gửi đến lời chúc tất cả các anh chị em chúng ta có một cái sức khỏe bình an và hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Dạ, và bây giờ thì em cũng rất muốn là đi vào cái câu chuyện thứ nhất là trước khi để mà chúng ta đi kỹ hơn vào cái những cái gọi là những cái đề tài sâu hơn trong ngày hôm nay á, thì em cũng rất muốn là chúng ta đi một vòng đi để giới thiệu là cơ duyên nào nó đưa đẩy để mà ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau, đúng không ạ? Rõ ràng có một cái điểm chung ở đây là bốn anh em mình đều có một cái cơ duyên gặp nhau ở cái cơ hội kinh doanh New Skin. Thế vậy thì lần lượt em cũng rất muốn là Katrina, sau đó đến lượt chị Thanh và đến anh Vũ Phạm có thể chia sẻ một chút xíu cái câu chuyện, cái cơ duyên để mình đến với cái cơ hội kinh doanh đặc biệt này. Em cảm ơn chị Thủy. Cơ duyên đến với lại kinh doanh New Skin là đến với Katrina cách đây 9 năm. Thì lúc đó Katrina mới có 26 tuổi thôi. Và thật sự lúc đó là được một người cậu cũng như là một người mợ trong gia đình chia sẻ về cơ hội kinh doanh. Lúc đó Katrina cũng vừa đi làm mà cũng mới ra trường, cho nên là mình cũng không có biết là mình có thích hợp với lại kinh doanh này hay không. Nhưng mà cũng qua cái sự tìm hiểu và phải nói là
gặp gỡ những anh chị khác, thì sau khi được học hỏi và cũng biết được thì mới thấy được là cái kinh doanh này cũng có thể sẽ hợp với mình. Tại vì với lại cái đam mê là một người trong ngành giáo đó, thì là cái đam mê là muốn mang lại cái giá trị cho những người khác và muốn truyền đạt lại những gì mình biết cho những người khác. Thì khi mà đến với kinh doanh này thì Katrina thấy được có được cái điểm và nó là điểm giống nhau là trong kinh doanh Katrina cũng có thể làm được điều này. Cho nên là qua cái đó thì Katrina đã quyết định là mình muốn thay đổi cái cuộc sống của mình và thay đổi cái công việc của mình. Cho nên Katrina đã quyết định là bắt đầu kinh doanh cách đây 9 năm. Và đương nhiên là sau khi mà mình làm muốn có hơn và mình đã làm việc được và như những cái gì mà mình mong muốn đó, thì Katrina thấy được là cái kinh doanh này cũng đã đưa lại được cái chất lượng cuộc sống cũng như là đáp ứng được cái đam mê của mình. Dạ, cảm ơn Katrina, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là câu chuyện cơ duyên của một người giáo viên thích giúp đỡ người khác đúng không ạ? Mang lại giá trị cho người khác và cuối cùng là đã gặp nhau ở đây. Dạ, em xin mời chị Thanh. Hello anh Thủy. Nếu mà cơ duyên đến với New Skin thì cũng rất là đơn giản, tại vì mình có một cái anh bạn và lúc đó là chị có tiệm nail. Thì lúc nào tiệm nail thì luôn luôn mình cũng muốn có thêm thu nhập. Thì anh bạn đó ảnh chia sẻ những cái dòng sản phẩm để đem vô tiệm nail cho mình. Và khi mà mình đem vô xong thì ảnh có hỏi mình là môi trường mình làm việc á, thì nó có đem lại gì cái giá trị cho mình hay không, hay là sau này khi mình về già mình không có một cái gì hết. Thì cái đó là cái mà đối với chị á, thì bắt đầu mình suy nghĩ. Và anh ấy sau cái dòng sản phẩm này là một cái cơ hội kinh doanh rất lớn. Và bạn khi mà bạn bắt đầu kinh doanh này thì bạn có thể trong vòng 5 năm thì không cần làm nail nữa. Và lúc đó thì chị được mời về công ty. Cái đó là cái mà cơ duyên của chị. Dạ, cảm ơn chị. Em cũng được biết là cũng có dịp mà sang Mỹ nhiều lần đó, thì em cũng thấy một cái điều là cái môi trường làm việc của những cái tiệm nail ở bên Mỹ, của người Việt Nam tại Mỹ thực sự cũng rất là gọi là rất là khắc nghiệt cho vấn đề về sức khỏe đúng không chị? Dạ, đặc biệt rồi. Em cũng thấy là các anh các chị là cũng đi làm, nếu mà mình đi làm tiệm này hoặc là mình làm chủ đi thì mình cũng làm việc tối ngày, cho nên cái sự gọi là cái ảnh hưởng về sức khỏe và cái gọi là hạn chế về mặt thời gian nó cũng rất là lớn đúng không chị? Chính xác luôn. Vâng ạ, cảm ơn chị. Và em hiểu lý do tại sao mà chị tới cơ hội kinh doanh đặc biệt này rồi. Dạ, em xin mời anh Vũ ạ. Ok, cảm ơn Thủy. Mình tới với cơ hội kinh doanh này. Trước đây lúc mà mình đang làm cho công ty IBM thì mình đã có một công việc rất là ổn định. Mình có cơ hội ngồi ở nhà làm việc. Và nếu mà các bạn có cơ hội mà đi làm, có thêm thu nhập và có ngồi ở nhà làm việc, thì với mình đó là một điều rất là diễm phúc. Mình đã tới với cơ hội kinh doanh này qua một cái câu hỏi. Và cái câu hỏi đó làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều. Và chính ngày hôm nay trong chính hoàn cảnh này thì câu hỏi đó thấm thía. Và câu hỏi đó là: nếu như ngày mai anh Vũ không có đi làm thì gia đình của anh có cuộc sống yên bình như vậy được bao lâu? Và chính câu hỏi này nó dẫn dắt mình và cho mình cái sự nghiêm túc hơn để cởi mở ngồi xuống nghiêm túc tìm hiểu cơ hội kinh doanh. Và lúc mà tìm hiểu cơ hội kinh doanh đó thì mình mới thấy được rằng là những ước nguyện, những mục tiêu sống trong cuộc đời của mình có thể đạt được qua cơ hội này, dĩ nhiên là mình phải có sự nỗ lực ở trong đó. Và mình đưa ra quyết định là bắt đầu với công việc này. Cảm ơn anh. Em nghĩ rằng là với một cái người kỹ sư mà làm cho một cái tập đoàn theo như em biết ấy, thì IBM cũng là một tập đoàn về công nghệ rất là lớn đúng không ạ? Và để có một cái công việc mà 13 năm thì thực sự em nghĩ rằng là anh cũng phải rất là yêu cái công việc đấy. Và cũng gắn bó với công việc đấy. Tính ra nếu nói là ở Việt Nam thì em nghĩ rằng anh cũng là người rất là gọi là yêu ông sếp đấy đúng không ạ? 13 năm thì em nghĩ anh phải rất là yêu ông sếp đấy. Và tại vì ngồi hoài một chỗ mà 13 năm đấy là một con số, thì nghĩ rằng là ở đây các anh chị em nào mà mình đang làm 5 năm hay 10 năm không ạ? Thì các anh chị thấy là đấy cũng là một cái sự ngưỡng mộ. Vậy thì em cũng muốn đang hỏi thăm một chút là sau khi mình đến với cơ hội này, bởi vì rõ ràng là anh Vũ, chị Thanh và Katrina Khổng đến từ ba cái môi trường khác nhau, vậy thì các anh chị nhận thấy cái điểm khác biệt gì ở cái cơ hội kinh doanh New Skin so với cái công việc mà các anh chị đang làm, hoặc là với những cái gì mà trong cuộc sống của mình đang diễn ra ấy, thì New Skin nó có gì đó khác biệt, tức là cái điểm đặc biệt á? Xin mời Katrina có thể chia sẻ được không? Được chị. Thật sự ra là khi mà Katrina đến với lại kinh doanh này rồi đó thì mình mới cảm thấy rằng là nói một cái chữ là mình có một cái sự tự do hơn. Tại vì khi mà Katrina trở thành một người cô giáo thì cũng phải đi học, phải có một cái bằng
đi học hết 6 năm để có một cái bằng rồi sau đó đi làm và đi, phải đi làm cho một người khác rồi mình cũng không có thể nào quyết định được cái đồng lương của mình và mình cũng không có quyết định được thời gian của mình. Có nghĩa là nhiều khi 6 giờ sáng là phải vô trường rồi mãi tới 3 4 giờ chiều mới được về tới nhà. Thì có nhiều khi mình cảm thấy là mình bị gò bó trong cái thời gian và cũng như là trong cái số tiền mà mình có thể kiếm được. Nhưng mà khi mà đến với lại kinh doanh này đó, Katrina cũng thấy được rằng là mình không có bị gò bó, mình có thể có được cái sự tự do về mình có thể quyết định được thời gian của mình quyết định là mình muốn làm giờ nào cũng được hết và mình nói chung là cái đồng tiền của mình thì mình muốn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Có nghĩa là nó không có một cái giới hạn. Và một cái điểm mà Katrina rất là thích với kinh doanh này và nhất là dành cho những bạn trẻ, tại vì nhiều khi mình nghĩ là kinh doanh thì mình cần có kinh nghiệm, mình cần có tiền vốn đầu tư này kia đó, và nhất là khi mà là một người cô giáo đó thì nếu mà muốn có thêm tiền hay là được tăng lương đó thì cái kinh nghiệm của Katrina phải đi qua là 10 năm, 20 năm chẳng hạn. Nhưng mà đến với lại kinh doanh này thì hoàn toàn không cần phải có kinh nghiệm, chỉ có sẵn sàng làm thôi, sẵn sàng làm và sẵn sàng học hỏi thì mình sẽ làm được. Cho nên em thấy cái đó là cái điểm khác biệt lớn nhất và em rất là thích. Cảm ơn Katrina. Đấy là một cái điều mà Thủy cũng muốn các anh chị ở đây, những bạn nào trẻ, bởi vì Katrina bắt đầu với kinh doanh này từ khi mới có 26 tuổi thôi. Ở đây nếu mà anh chị em nào mà đang ở cái độ tuổi đấy đúng không ạ? Các anh chị hãy lắng nghe cái điểm khác biệt mà của một người trẻ họ chia sẻ. Về thứ nhất không vốn, thứ nhất là cần không có kinh nghiệm để bắt đầu, đấy cũng là một cái điểm giới hạn cho người trẻ. Thế vậy thì đối với chị Thanh Phan cũng là một cái người mà em biết là cái tiệm nail chị mở ra cũng khá là lâu đúng không ạ? Cũng gần 10 năm và rõ ràng là trong cộng đồng người Việt Nam để mình sang bên đó và mình gây dựng cho một cái kinh doanh riêng của mình như vậy, thực sự em nghĩ nó cũng là một cái nỗ lực rất lớn của anh chị. Thế vậy thì cái điểm mà đặc biệt ở Nu Skin chị thấy đó là gì ạ? À, đối với chị đó là đặc biệt Nu Skin, với chị đó là khi mà chị làm cái môi trường mà trong ngành nail đó thì chị là người mở cửa trước và chị là người cuối cùng ra về. Và khi mà làm từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày và cái mà chị thấy được đó là mình thụ động, mình ngồi mình chờ khách để khi mà khách mình vô để mình mới có thu nhập. Và cái mùa đông á, thì bên chị lúc trước là Kentucky đó, mùa đông có rất là nhiều tiết và chị phải đóng cửa tiệm khi mà cái thời thời tiết nó xấu. Còn cái môi trường mà làm việc ở New Skin thì nó khác biệt rất là nhiều. Thứ nhất là chị được chủ động thời gian của chị muốn làm một ngày bao nhiêu tiếng và không có giới hạn thời gian và không gian. Và đặc biệt chị được kinh doanh toàn giống như là toàn thế Ở khắp mọi giới, nơi. khắp mọi nơi và được gặp rất là nhiều bạn bè. Cái đó là cái mà Điểm khác biệt. mình học hỏi mỗi ngày. Còn trong ngành nail của chị á, thì chị biết tới tiệm và về nhà với chồng với con thôi, nhưng mà cái kinh doanh này thì mình được học hỏi và mình được phát triển. Cảm ơn chị. Và còn người đàn ông quay trở lại là kỹ sư đúng không ạ? 13 năm của IBM. Vậy thì khi bước qua bên này thì anh thấy một điều rằng là anh thấy điều gì đó đặc biệt ở cơ hội kinh doanh mà anh có thể tự làm chủ như thế này? À, không biết có ai trong này đã từng làm công và có một cái ước nguyện là mình có cơ hội tăng cái nguồn thu nhập của mình gấp đôi không ạ? Nếu mà ai có đã từng có suy nghĩ đó thì bấm số 3 dùm Vũ và Thủy, chị Thanh Phan và Katrina nhé. Thì Vũ cũng là một trong những người đó. Lúc mà mình đi làm công đó thì mình luôn luôn ước là có một cái mức lương tốt hơn và có nhiều lúc là mình mạo muội là mình muốn cái mức thu nhập của mình tăng hơn gấp đôi. Rất là đơn giản, bởi vì lúc mà mình bắt đầu một cái công việc lúc mới ra trường đó là lúc mình đó mình độc thân thì chi phí của mình rất là ít. Rồi lúc mình lập gia đình đó thì chi phí của mình tăng dần, và rồi lúc mà mình có đứa con đầu lòng ra đời đó thì chi phí của mình tăng gấp đôi. Nhưng mà nếu mà ai đi làm công thì mình hiểu rõ rất là điều này, có nghĩa là cái sự tăng trưởng trong cái đồng lương của mình nó không có cao. Rồi đứa con thứ hai ra đời một lần nữa chi phí được tăng lên, nhưng mà cái mức lương của mình nó không tăng lên quá nhiều, và đứa con thứ ba ra đời. Nếu mà so sánh, có nghĩa là lúc mà mình bắt đầu công việc này với một mức lương giống như vậy và chi phí của mình giống như vậy, và tới bây giờ đó thì chi phí của mình đã gấp 3 nhưng mà cái mức lương của mình nó không được tăng gấp đôi, và bây giờ chi phí và cái mức lương của mình bây giờ nó không còn tỷ lệ thuận với nhau nữa, cho nên mình có những cái suy nghĩ và đôi lúc mình cho phép mình là mơ một cái mức lương gấp đôi. Nhưng mà trong cái môi trường làm việc của một người kỹ sư đó thì có hai lựa chọn. Một là mình làm việc gấp đôi giờ. Và điều đó không thể, bởi vì công ty không cho phép mình làm điều đó. Vậy thì á, lựa chọn thứ hai là mình phải quay lại nhà trường học một cái bằng gì đó, và cái bằng đó cho phép mình có một mức lương tốt hơn. Và nếu mà suy nghĩ giống như vậy á, thì
không biết là mình có đủ thời gian và kiên nhẫn để đi học một cái bằng master hay không. Dạ. Nhưng mà may quá, lúc mà tìm thấy cơ hội Nu Skin á, thì lúc mà mình nhìn rõ về hình thức trả thưởng của công ty và mình đưa ra quyết định nói, ồ đây là cái phương tiện đang giúp mình có cơ hội đạt được cái ước mơ của mình. Lúc đó rất là nhỏ nhoi, đó là cái mức lương của mình được tăng gấp đôi thôi. Và lúc đó mình thấy sự tuyệt vời trong cái cơ hội kinh doanh này, và dĩ nhiên sau đó là trở nên lịch sử. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng đang tự nghĩ xem là cái ngày mà anh đi học này, ở bên Mỹ thì anh sang bên đấy, em nghĩ ít nhất thôi mình cứ tính trung bình học 3, 5 năm đi đúng không ạ? 5 năm sau đó là anh làm cho IBM 13 năm, có nghĩa là anh cũng phải đi học rất rất là nhiều. Và anh phải làm rất nhiều, em nghĩ là làm tập đoàn đấy chắc chắn là anh cũng phải hoàn thành rất nhiều dự án mới có lương đúng không ạ? Cái điều đấy là cái điều mà anh chắc chắn một điều, một cái người kỹ sư như anh thì anh sẽ bước vào cái cơ hội kinh doanh này, anh thấy ngay một cái sự khác biệt hoàn toàn. Có nghĩa là sẽ không có sếp, mình tự chủ quyết định được cái mức lương của mình. Em thì chúc mừng anh là anh đã gọi là giải phóng khỏi sếp của anh 13 năm. Dạ. Và bây giờ đi vào một cái câu hỏi rất là quan trọng, là câu hỏi này em nghĩ là cũng mọi người rất là mong chờ. Đấy là việc là với ba cái người khác nhau như thế này đúng không ạ? Thì chúng ta đến với cái kinh doanh này, ở đây mọi nhiều người cứ hay nói là cái chúng ta làm cho Nu Skin, nhưng kỳ thực á, thì Thủy muốn chia sẻ với các anh chị là ở đây Thủy hay là ba anh chị em ở đây, tụi Thủy không có làm việc cho công ty Nu Skin. Yeah. Mà bốn người chúng tụi Thủy là những người làm việc kinh doanh cho chính mình. Nhưng mà cái cơ hội kinh doanh này nó là một cơ hội nền tảng mà tụi Thủy may mắn có được. Nó giống như là một cái nền, là một cái bệ phóng ấy, yeah, một cái đòn bẩy á, mà ngày nay các anh chị hay để ý nghe đến cái chữ nền tảng kinh doanh, tức là platform, mà người ta hay gọi là chúng ta được đứng trên cơ hội, đứng trên vai của người khổng lồ á. Thế cho nên ở đây bốn người tụi Thủy là kinh doanh độc lập cho cá nhân mình, nhưng mà gì, tận dụng cái đòn bẩy, tận dụng cái nền tảng mà cơ hội kinh doanh Nu Skin họ mang lại. Thế vậy thì bây giờ ba người khách đặc biệt của em ngày hôm nay có thể sẵn sàng chia sẻ giúp em là các anh chị đã bắt đầu kinh doanh này như thế nào, một cách ngắn gọn, xúc tích, để đây là cái phần mà em nghĩ là mọi người sẽ nốt xuống đấy ạ. Đầu tiên là em xin mời chị Thanh Phan, đúng không ạ? Một người mà có một cái tiệm nail ở bên Mỹ gần 10 năm. Xin mời chị ạ. Thật sự khi mà chị bắt đầu với kinh doanh này đó, thì nó cũng rất là đơn giản. Là lúc đó anh Tony, anh đã chia sẻ, các anh bạn của chị đã chia sẻ về tăng thu nhập trong tiệm nail. Thì trước hết là chị đưa những dòng sản phẩm, thay đổi những dòng sản phẩm trong tiệm của mình, để mà làm sao để tăng thu nhập trong tiệm nail. Cái đó là cái thứ nhất. Và những cái dòng sản phẩm về tay, về chân, về da. Và cái thứ hai nữa là những dòng sản phẩm này là cho gia đình mình xài. Thì thay đổi những cái dòng sản phẩm trong gia đình của chị, nhu cầu giống như chị cần về sức khỏe nè, cũng đã lớn tuổi rồi thì mình cần về sức khỏe, rồi những cái dòng sản phẩm đơn giản trong gia đình thôi, mình xài hàng ngày, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, những cái dòng sản phẩm, những cái nhu cầu trong gia đình cần đó thì xài. Và khi mà chị xài thì cái dòng sản phẩm này nó có kết quả với chị và gia đình, thì chị có niềm tin. Lúc đó chị chia sẻ những người bạn thân, những người gia đình trong gia đình của mình. Tại vì cái đó là cái thường xuyên mình làm. Cái gì hay, cái gì ngon là lúc nào mình cũng chia sẻ cho những người bạn bè và thân quen của mình, yêu thương của mình. Tại vì đây là một dòng sản phẩm tốt. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì dạ, cảm ơn chị. Các anh chị để ý ha, nó chỉ có hai ý thôi. Bởi vì các anh chị cũng biết một điều rằng là những dòng sản phẩm, những dòng sản phẩm của Nu Skin là những dòng sản phẩm thực sự là rất là green. Có nghĩa là không những là đưa vào tiệm nail để gia tăng cái thu nhập của tiệm nail, mà mình đưa những dòng sản phẩm chất lượng cao, không ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không chị? Cái điều đấy là điều em rất là thích. Bởi vì thực sự là cái môi trường làm ở bên Mỹ, em nghĩ là trong những cái tiệm nail thực sự là nó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mọi người. Nên là chúc mừng chị Thanh đã có một cái khởi đầu rất là tuyệt vời, cho áp dụng đúng cho cái kinh doanh của mình đang có, và đặc biệt là có những giá trị cho bản thân mình và gia đình mình. Thế và bây giờ muốn hỏi thăm Katrina, một người đang làm giáo viên trẻ 26 tuổi, thì bạn bắt đầu như thế nào? Lúc mà em bắt đầu đó thì thật sự đã được chia sẻ về cơ hội, nên là em nói ok, vậy thì bây giờ em cần bắt đầu như thế nào. Thì cậu em có hướng dẫn là Katrina chỉ cần bắt đầu với, tại vì lúc đó em không có vốn đầu tư, cho nên là nói là ok, bắt đầu với lại 100 đô đi, là 100 điểm, lúc đó tương đương đó là 100 điểm, thì mua những cái sản phẩm mà thông dụng nhất ở trong gia đình và bắt đầu xài. Nhưng mà sau một thời gian đó thì Katrina
tìm hiểu về những cái sản phẩm của New Skin thì thấy là sản phẩm rất là tốt. Thì Katrina bắt đầu thay đổi sản phẩm cho làn da của mình. Tại lúc đó Katrina đang dùng, lúc 26 tuổi thì cũng đang đang cài một ít mỹ phẩm để mà dưỡng da đó. Thì Katrina bắt đầu thay đổi, thì một bộ sản phẩm mà Katrina rất là thích đó là Nutricentials. Thì Katrina bắt đầu với bộ sản phẩm đó và xài được một thời gian rất là ngắn thì thấy có kết quả, có nghĩa là da của mình cũng trở nên sáng hơn và mịn hơn và thấy nó rất là nhẹ nhàng. Thì qua cái việc mà mình thích sản phẩm giống như vậy và thích có cái kết quả giống như vậy đó, thì Katrina bắt đầu đi chia sẻ với những người bạn khác. Mình có rất là nhiều bạn gái cũng cùng lứa tuổi cũng đang dùng những cái sản phẩm mỹ phẩm của một cái công ty nào đó. Thì Katrina chỉ có chuyển hướng là giới thiệu với mấy bạn xài mấy cái này, xài những cái bộ sản phẩm Nutricentials là tốt cho da của họ, thì họ bắt đầu xài. Thì thật sự là bắt đầu kinh doanh Katrina cũng khá đơn giản, là chỉ có xài sản phẩm để mà biết được kết quả, xong rồi có kết quả thì bắt đầu chia sẻ với những người khác, tại vì thấy gì tốt thì mình chỉ chia sẻ với bạn bè xung quanh của mình. Các anh chị thấy nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Của một người giáo viên 26 tuổi bắt đầu tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà ngày hôm nay đúng không ạ, bạn đã có một kinh doanh rất là rộng khắp ở nhiều nơi. Lát nữa mình sẽ hỏi về vấn đề này. Em muốn hỏi còn bây giờ anh Vũ, bởi vì ở đây thì em thấy từ nãy em nghe chị Thanh có tiệm nail này, Katrina thì là phụ nữ, lại có nhiều bạn gái này, thì không biết là bây giờ anh nhìn cái cơ hội này anh bắt đầu nó như thế nào? Ok, rất là thú vị. Một trong những điều mà làm cho mình suy nghĩ và đắn đo và nói hơn là mình sợ lúc mà tham gia New Skin, đó là mình rất là sợ bán hàng. Ai mà đang xem cái live này trực tiếp hoặc là gián tiếp mà sợ bán hàng thì bấm số 4 nhé. Đó là một trong những điều mà làm cho mình tới là run sợ. Nhưng mà may mắn quá, lúc mà nhìn thấy cái hình thức mà kinh doanh của New Skin thì anh được giải thích rất là rõ ràng, là cái anh thấy được cái công thức 5x5. Nếu mà ai đã thấy được cái công thức 5x5 thì Vũ chúc mừng, đó là được giải thoát được một cái nỗi sợ rất là lớn cho những người sợ bán hàng. Và trong cái công thức 5x5 đó thì cái việc đầu tiên rất là đơn giản, đó là mình xây dựng một cái mạng lưới phân phối toàn cầu qua hình thức của cấp số nhân, và tất cả những người mà trong đó, cái bước đầu tiên đó là trải nghiệm sản phẩm. Thì cái mà đầu tiên mà anh làm thì áp dụng cái bước đầu tiên trong cái công thức đó, bởi vì bây giờ mình có một cái khát khao là thành công và có một cái công thức để giúp mình đạt được những cái kết quả mình muốn, và cái bước đầu tiên đó là dùng sản phẩm. Vậy thì anh dùng ngay, thay thế tất cả những sản phẩm gia đình anh có nhu cầu tiêu dùng trong nhà. Có nghĩa là mình đang, gia đình của anh đã và đang xài tiền cho những sản phẩm này ở một nơi nào đó, ở một cửa tiệm nào đó. Vậy thì bây giờ cả gia đình của anh chuyển chỗ, mình sử dụng sản phẩm qua New Skin. Và đó là cái bước đầu tiên mà anh làm. Thì cũng giống như là cái công thức mà Katrina có nói, là lúc đấy giờ là chỉ là 100 điểm thôi. Và bây giờ sau đó thì mình mới biết lý do tại sao 100 điểm. Rồi sau này mới có những cái chiến lược khác. Và chúc mừng các bạn đã nghe cơ hội này, có những cái chiến lược mà nó, thứ nhất là nó cho mình cái kết rõ ràng hơn, và cái thứ hai là quan trọng hơn nữa, nó cho mình cái kết quả kinh doanh nó lớn hơn. Cảm ơn anh. Em nghĩ là nghe thấy anh nói là thay đổi tất cả những cái sản phẩm mà trong gia đình nhà anh đang xài, là em nghĩ rằng là anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy, bởi vì ngày xưa anh phải đi nhiều nơi anh mua đúng không? Nhưng bây giờ là anh vào một cửa hàng duy nhất, và thậm chí cửa hàng đấy người ta ship hàng tận nhà tới cho anh, không cần phải đi đâu nữa đúng không ạ? Anh chị thấy là ba cái khởi đầu đúng không ạ? Ba cái bắt đầu khá là đơn giản. Tất nhiên Thủy nói là đơn giản, nhưng mà chắc là Thủy nghĩ cũng không dễ đâu. Bởi vì là đều là những cái bắt đầu mà nó hoàn toàn lạ lẫm. Ở đây có ai thấy là bắt đầu này dễ không ạ? Có thấy dễ không ạ? Nó đơn, à dễ đúng không ạ? Anh Vũ hình như em thấy có vẻ anh thấy không được dễ lắm đâu. Bởi vì là... À thế ạ, vâng ạ, đơn giản đúng không ạ? Thế vậy thì em cũng đang bây giờ quay lại một cái điều đấy, là một cái câu chuyện, một cái sự bắt đầu. Cách đây có người thì 8 năm về trước, có người thì em thì là 7 năm đúng không ạ? Có người 8 năm, có người 9 năm, anh em mình coi ngót nghét gần chục năm đi. Bây giờ mình nhìn lại đúng không ạ? Cái sự bắt đầu đấy của anh em mình và nó đi đến một cái hành trình ngày hôm nay. Vậy thì cái giá trị, tất nhiên cái em hôm nay mình không nói cái giá trị mà ngày hôm nay mình ngồi đây nhá. Cái đấy mình đã nói phần đầu rồi. Nhưng em đang muốn hỏi là vậy thì khi mình bắt đầu với kinh doanh này đúng không ạ? Mình bắt đầu với nó thì những cái giá trị bước đầu tiên á, anh chị nhận được thì đó là những điều gì? Thế nên là đầu tiên thì em cũng muốn mời chị Thanh đi, bởi vì rõ ràng là với một cái người làm kinh doanh riêng của chị đúng không ạ, thì chắc chắn là chị quyết định nó cũng phải đến từ một cái sự cân nhắc của một cái người là kinh doanh, chứ không phải là một cái quyết định đơn giản một sớm một chiều được. Vậy thì sau quá trình mà chị đồng hành với kinh doanh này thì cái giá trị chị nhận được đó là những gì, chị có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Thật sự cái giá trị chị nhận được thì rất rất là nhiều, nhưng mà khi mà chị đưa dòng sản phẩm này
vô tiệm của chị á, thì thật sự 2 tháng sau thì chị thấy cái thu nhập nó khác biệt từ năm năm trước và năm lúc mà chị đưa sản phẩm vô. Wow. Thì nó khác biệt cái thu nhập, tại vì Yeah. Dòng sản phẩm natural thì cái đó là nó giúp cho kinh doanh chị phát triển rất là nhiều. Và Yeah. khi mà cái môi trường làm việc á, thì nó khác biệt với chị. Và Dạ. đặc biệt về sản phẩm thì chị rất là cảm ơn cái sản phẩm này. Tại vì trong cái môi trường làm việc của chị đó, là chị ngồi từ 10 đến 12 tiếng đó, thì chị có bị cái bệnh là đau thần kinh tọa. Thì giống như là khi mà mình về là lúc nào mình cũng phải uống thuốc giảm đau để cho mình có một cái giấc ngủ ngon. Thôi là nó không ngủ được. Thì chị dùng được cái sản phẩm về sức khỏe. Thì sản phẩm đó là nó làm cho chị là cái sản phẩm là Vitality, là ở những thị trường là R2, và một cái sản phẩm nữa là Life Pack Woman. Thì cái đó thì chị dùng trong vòng 2 tháng thôi, thì cái bệnh đau lưng của chị không còn nữa, và chị không cần uống những cái thuốc giảm đau. Thì cái đó là chị giúp chị rất là nhiều. Tại vì mình trong cái môi trường làm việc mà nó không còn đau nhức nữa, thì nó cái sức khỏe nó cải thiện rất là nhiều. Và cái môi trường làm việc thì mình học hỏi được, mình có nhiều bạn bè khắp nơi để phát triển bản thân, và đặc biệt là có thời gian với con. Tuyệt vời, cảm ơn chị. Đấy là những dấu hiệu mà em nghĩ rằng là bất kỳ một cái một ai đó bắt đầu với kinh doanh này, chuyển giao từ cái mô hình mà mình kinh doanh cá nhân mà mình phải lo về vốn này, về mặt bằng này, đúng không chị? Rất nhân viên này, thì mình chuyển sang cái mô hình kinh doanh này, thực sự nó được giải phóng cho mình những cái điều đó. Rõ ràng là chị không cần có mặt bằng nữa, chị không cần có nhân viên nữa, và đặc biệt là chị không phải sáng chị mở tiệm, tối chị đóng tiệm nữa. Dạ, xin chúc mừng chị. Và bây giờ đến Katrina, một người trẻ đúng không ạ? Vân mình vẫn rất thích là một cái câu chuyện bắt đầu từ năm 26 tuổi. Khi mà ngoài cái giá trị là làn da của em được cải thiện á, thì em thấy được là cái hồi nãy em có chia sẻ là về cái vấn đề tự do về cái thời gian của mình, và cũng như là về cái quyết định riêng của mình. Thì Katrina thấy là sau khi khi mà mới bắt đầu và khoảng chừng 1 năm rưỡi 2 năm sau đó đó, thì Katrina đã không có cần phải đi làm công việc cũ là làm người cô giáo nữa. Và cái điều mà Katrina thích nhất là không cần phải report cho một người boss, có nghĩa là mình không còn một ông boss, bà boss nói với mình là mình cần phải làm này làm cái kia. Thì đó là cái điều mà Katrina rất là thích. Và rồi đó, Katrina cũng thấy được là mặc dù là mình đã không lúc đó thì cũng có suy nghĩ là nếu như vậy thì không biết là mình có quên mất đi cái đam mê của mình hay không, nhưng mà lúc đó thì Katrina đã thật sự thấy được là New Skin có thể vẫn đáp ứng được cái đam mê của Katrina, là vẫn có thể truyền đạt lại được những cái giá trị và đưa lại được những cái điều mà mình mong muốn nhất cho những người khác. Và phải nói là với là một người trẻ 26 tuổi thì lúc đó Katrina mới thật sự thấy được là mình có một cái định hướng cho tương lai của mình. Và đây là cái điều mà em nghĩ là cũng khá quan trọng, là tại vì nếu mà với là một người trẻ thì có nhiều khi mình mới ra trường, mình đang đi làm với lại cái bằng cấp mà mình đã học, nhưng mà chưa chắc đó là công việc cuối cùng của mình. Cho nên là Katrina cảm thấy rất là cảm ơn công việc này, và cảm ơn với lại cái kênh kinh doanh của New Skin để mà Katrina định hướng được rồi cho tới ngày hôm nay thì có được cái cuộc sống mình mong muốn. Cho nên là đó là cái điều mà em cảm thấy là giá trị lớn nhất trong cái thời điểm đầu đó, là em nhận được đến từ cái kinh doanh này. Cảm ơn Katrina. Điều tuyệt vời nhất là mình thấy bây giờ là bạn được ở nhà và bạn ấy có thời gian trở thành bà mẹ toàn thời gian. Bây giờ câu chuyện của anh Vũ, một người kỹ sư, em vẫn muốn đào sâu cái câu chuyện của một người kỹ sư 13 năm. Bởi vì là bất kỳ một người nào đó mà đã ngồi kỹ đến mức độ như vậy thì rõ ràng là chắc cũng phải nghiên cứu rất là kỹ, và cái giá trị nhận được em nghĩ chắc là nó cũng phải rất là sâu sắc. Xin mời anh. Ok, anh có hai giá trị lúc mà kinh doanh với New Skin. Đó là giá trị đầu tiên, đó là cái mà bề ngoài, diện mạo của anh. Thì anh có hai vấn đề. Một vấn đề là đàn ông không thích, và một vấn đề là phụ nữ rất là ghét. Trước khi mà mình tham gia New Skin á, thì mình có một mái tóc rất là thưa, gọi là hói. Thì lúc mà tham gia thì ngoài những cái sản phẩm mà anh liệt kê ở trên á, thì anh chú tâm vào sử dụng cái bộ sản phẩm về Nutrio. Và 6 tháng sau thì những người nhà của anh mới thấy được, là cho anh biết đó, ồ, mái tóc của anh nó dày hơn. Và lúc mình đưa ra hai tấm hình đó, thì mình thấy rất là rõ. Okay. Và có một cái mà mình đàn ông mình không có để ý tới, nhưng mà vụ bị nám rất là nặng. Nhưng mà trong lúc mà mình ý thức là chăm sóc sức khỏe chủ động đó, thì mình dùng cái sản phẩm Life Hack Nano rồi Vitality,
Đây là R square ở những thị trường khác đó, với ý, chủ ý là cho sức khỏe, nhưng mà có phản ứng phụ, và phản ứng phụ này rất là tốt, đó là cái nám của mình nó bị biến mất. Một lần nữa bởi vì mình không có chú ý cho nên là mình cũng không có quan tâm. Đàn ông của tôi rất là tự tin, nhưng mà lúc mà người em của anh phát giác ra là anh hết nám đó thì mình nhìn lại hai tấm hình nói ồ đúng, cái hình mà không hết nám nó rất đẹp hơn rất là nhiều. Thì qua cái đó, đó thì mình có lại mái tóc, mình thất lạc nhau 10 năm và mình có một làn da nó sáng hơn, mình đi ra đường mình tự tin hơn. Còn giá trị về kinh doanh thì đó là cái mà cái giá trị rất là lớn. Trước tiên là anh thoát khỏi cái cảnh làm công. Dạ. Có cơ hội được nếm trải sự tự do quyết định thời khóa biểu làm việc của mình. Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào con anh muốn có sự có mặt của anh thì anh đều có thể làm được điều đó. Và lớn hơn nữa là mình có quyền tự chủ quyết định cái nguồn thu nhập của mình. Dĩ nhiên có sự nỗ lực ở trong đó, nhưng mà mình có hoàn toàn quyền tự chủ để quyết định. Dạ, cảm ơn anh. Em thấy anh nói cái chữ nếm tự do là em thích ấy ạ. Bởi vì em hay nói là nếu ai đó hãy nếm tự do một lần thì sẵn sàng trả giá để có được cái tự do đấy. Đấy là cái điều mà em nghĩ là cái giá trị mà ba anh chị em chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, thì cũng là những cái giá trị mà rất rất nhiều những anh chị em đồng hành với một kinh doanh mà chúng ta có thể tự quyết định trong cuộc sống của mình. Thế và bây giờ thời gian chúng ta chỉ còn có vài phút nữa thôi. Em cũng muốn ba anh chị em chúng ta lần lượt có thể chia sẻ nếu có một cái nhắn nhủ điều đó, một nhắn nhủ nào đó với những anh chị em đang tìm hiểu, đúng không ạ? Đang đang gọi là trong cái hoàn cảnh đặc biệt trong thời buổi bây giờ thì rõ ràng có một cơ hội kinh doanh có thể ngồi ở tại nhà mà phát triển ở khắp mọi nơi, thì nó là cái điều mà thực sự rất rất được sự quan tâm của nhiều người. Nên là em cũng muốn mời chị Thanh Phan có thể nhắn nhủ một đôi điều ngắn gọn. Nếu mà nhắn nhủ thì chị không có nhắn nhủ, nhưng mà cái chị muốn chia sẻ thật tâm với chị á, là đối với chị 10 năm trước khi mà mình làm trong ngành nail mà những khúc lúc mà mùa đông á thì cái thu nhập nó xuống, thì chị bắt đầu là chị cũng lo, chị lo về cái về đó. Và cũng ngay lúc đó thì mình được một người bạn trao cho mình một cơ hội và chị nắm lấy cơ hội đó. Và chị biết hôm nay thì cũng có những anh chị trong cái lĩnh vực kinh doanh, thì Thanh cũng biết là khi mà mình làm trong một cái lĩnh vực kinh doanh thì mình không muốn thay đổi, tại vì mình quen cái những cái gì mình đang làm rồi và rất sợ những cái gì mới và thay đổi. Nhưng mà tại sao mình không có một cái kế hoạch B? Tại sao mình không cho mình một cơ hội để mà mình lựa chọn một số sản phẩm và mình hãy bắt đầu? Cái đó là cái mà lời thật lòng của chị đó Thị. Dạ, cảm ơn chị. Em cũng nghĩ rằng là nếu thực sự chúng ta có hơn một sự lựa chọn ấy, thì có lẽ cũng không hề dễ. Tuy nhiên ấy, thì em cũng xin gửi lời đến tất cả những anh chị em. Cảm ơn chị Thanh cũng đã nhắn nhủ một cái thông điệp là trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải cho mình những cái lựa chọn. Ngay cả khi mà mình có một hay là hai thì mình cũng phải tìm kiếm một cái điều gì đó, phương án A, phương án B, phương án C nào đấy trong cuộc sống mà có rất nhiều rủi ro như hiện nay. Và em cũng muốn mời Katrina Khổng, khách mời bây giờ có thêm một vị khách mời này còn đặc biệt hơn nữa. Đây là Thiên Bảo. Thiên Bảo là được 3 tháng tuổi rồi các anh chị. Thì một lời nhắn gửi cuối cùng cho các bạn trẻ ở trên live ngày hôm nay đó là Katrina phải nói là có nhiều khi chúng ta nghĩ là và đưa lời nhắn cho những bạn trẻ nào mà nghĩ là mình làm kinh doanh thì bắt buộc phải có vốn, phải có thời gian và phải có kinh nghiệm. Thì các bạn hãy tìm hiểu về cơ hội kinh doanh này, là tại vì đối với Katrina lúc đầu cũng suy nghĩ giống như vậy. Hoàn toàn là nghĩ là mình cần phải có rất là nhiều cái để mình bắt đầu một kinh doanh, nhưng mà vì dám, vì tin và dám tìm hiểu thì Katrina đã có được cái cuộc sống ngày hôm nay. Thì với lại cái giá trị lớn nhất là các anh chị thấy đây là cục bột của Katrina là 3 tháng tuổi, thì trong vòng phải nói là không phải là 3 tháng không, nhưng mà phải nói là trong vòng quá trình mà có bầu cho tới hiện tại đó là cả Katrina và ông xã đều còn thời gian ở nhà và nuôi con. Ông xã thì nuôi Katrina Katrina thì nuôi con, cho nên là có toàn thời gian để làm điều này các anh chị. Và đây là cái điểm mà Katrina cảm thấy là hạnh phúc nhất khi đến với lại kinh doanh này, tại vì không có gì mà có thể đánh đổi được cái thời gian của mình với lại con của mình trong cái thời gian mà con mới lớn. Và Katrina mới cảm nhận được và cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm ơn cơ hội này rất 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 nhiều để cho mình có được cái cơ hội làm mẹ của Thiên Bảo và toàn thời gian với Thiên Bảo mỗi ngày các anh chị.
Cảm ơn Katrina, rất rất là tuyệt vời. Đấy là cái giá trị mà mình nghĩ rằng là đó là những giá trị vô vô cùng lớn mà không có một cái gọi là đơn vị đo lường nào, đúng không ạ? Tiền bạc hay là bất kỳ một cái gì đấy có thể mà mình đánh đổi hoặc mình có được. Dạ, và bây giờ người đàn ông cuối cùng và 2 phút dành cho anh. Xin mời người đàn ông đã gặp lại được người bạn sau 10 năm xa cách ạ. Cảm ơn Thủy. Các bạn biết đó là ai là một người kỹ sư thì được mệnh danh á, là sư kỹ, hơn vậy nữa sư phụ của kỹ, bởi vì đó là cái nhiệm vụ của những người kỹ sư là phải tỉ mỉ, bởi vì sai một một chấm, phải một phẩy là nó thiệt hại rất là lớn. Cho nên á, là lúc mà mình luôn luôn phải tính toán, luôn luôn phải đắn đo, luôn luôn suy nghĩ, thì lúc mà mình đang đi làm cho tập đoàn IBM đó thì mình cũng có những cái ước mơ, cũng có những suy nghĩ là thấy những người bạn làm kinh doanh mình cũng rất là thích, nhưng mà rồi một lần nữa cứ nghĩ là nếu mà mình không có kinh nghiệm thì chuyện gì xảy ra, rồi nếu như mình có một cái số vốn và đó là tất cả những gì mình có mà nếu mà mình làm rồi thất bại rồi chuyện gì xảy ra, và cứ tính đi tính lại 10 năm 13 năm qua cái vèo và mình nhìn lại thì mình vẫn ngồi một cái ghế đó rồi đó. Nhưng mà may mắn là 8 năm trước thì mình được thay đổi cái cách suy nghĩ của mình và vượt qua chính bản thân mình để là cởi mở hơn, để tìm hiểu. Và lúc đó mình cứ nghĩ là mạo hiểm nhưng mà nhìn lại thì không có gì là mạo hiểm cả. Đúng, trong đời có những việc mình cần phải tính toán, có những việc mình cần phải suy nghĩ, đắn đo, nhưng mà đặc biệt là trong cái cơ hội này thì mình không cần gì phải suy nghĩ, phải đắn đo cả. Bởi vì á, nếu mà nói về sản phẩm thì đã có công ty lo, bởi vì công ty có 75 khoa học gia, người ta nghiên cứu và đó là nhiệm vụ của người ta phải nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt, nếu không thì đối thủ cạnh tranh, người ta sẽ bị đối thủ cạnh tranh thôn tính. Nhưng mà còn về kinh doanh thì công ty có mặt trên thị trường, niêm yết trên thị trường chứng khoán, có nghĩa là những gì mà công ty nói, những giấy tờ sổ sách và con số công ty đem ra là rất là rành mạch, và hơn thế nữa những cái kết quả về kinh doanh công ty cũng được niêm yết và mọi thứ rất là rõ ràng. Vậy thì á, không không cần gì phải đắn đo suy nghĩ lúc mà tới với cơ hội này nữa. Và lúc mà mình đưa ra quyết định, có nghĩa là những gì mà khó khăn nhất, những gì mình suy nghĩ đã có những người khác lo rồi, bây giờ mình chỉ việc bắt tay vào và làm việc và có những người đồng hành với mình, cùng hỗ trợ với mình. Và đó là mà mình bài học mình rút ra là từ một người kỹ sư là đúng, có những việc mình cần phải đắn đo, mình cần phải suy nghĩ, nhưng mà có những việc nó đã rành rành trước mắt rồi, mình không cần phải làm gì nữa cả, chỉ việc nhảy vào và hành động thôi. Dạ, cảm ơn anh Vũ Phạm rất nhiều. Cái chia sẻ của anh làm em liên tưởng đến một cái câu nói, đấy là cái cuộc sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, thực sự mình đến với cuộc đời này là để trải nghiệm mà, đâu phải để tính toán đâu. Tính toán thì sẽ có máy tính, đúng không anh? Anh là kỹ sư mà, cho nên em nghĩ rằng cái điều đấy đúng ra là anh phải học ngay từ đầu ấy chứ. Nhưng mà anh đã nghiên cứu rất kỹ 13 năm để cuối cùng mình nhận ra một điều là mình hãy trải nghiệm với những cái mô hình kinh doanh thật sự là mới và rất độc đáo, và hoàn toàn có những cái cơ hội nó mang đến cho chúng ta một cái cơ hội kinh doanh độc lập cho từng cá nhân, tận dụng được tất cả cái sức mạnh của đội nhóm và hệ thống. Như ngày hôm nay em có cơ hội làm việc với ba người khách mời đặc biệt từ nửa vòng trái đất, và cảm ơn chị Thanh Phan, cảm ơn anh Vũ Phạm, và cảm ơn hai mẹ con Katrina Khổng và Thiên Bảo. Và chúng ta sẽ cùng gửi lời chào tạm biệt đến tất cả những anh chị em xem live ngày hôm nay, và mình cùng mến chúc tất cả anh chị em chúng ta có một mùa lễ phục sinh ở bên Mỹ an lành, và những anh chị em ở Việt Nam chúng ta có một buổi tối đầy niềm vui, và cầu chúc cho bình yên sẽ sớm trở lại để em có cơ hội gặp gỡ ba người khách mời, ba người anh, một người anh, một người chị và một người em, có thể mình gặp nhau lại ở trên đất Mỹ hoặc là chúng ta có thể gặp nhau ở Việt Nam. Nên là chúng ta gửi lời chào đến tất cả mọi người. Cảm ơn Cảm ơn chị. Anh Vũ và Thank you Thủy, thank you tất Katrina. cả các chị. Thank you, thank you chị Than. Bye Bye. bye, Thiên Bảo chào mọi Bye. người. Bye Bye Thiên Bảo. bye.